Ủa thằng mịt rồi đá cái cảm giác sao? Ngon không? Quá đã khác. Nãy xuống cắt đồ lên mà. Cái máy uống trà đường hả? Trà đá. Chào Bùi Hồ, xin chào cô bác quý chị. Hôm nay thì Bùi Hồ cùng với lại Đạt sẽ đi xuống xã Tắc Long để mà thu gom rau củ chuyển về thành phố Cao Lãnh và ngay chùa Long Tế để mà tập kết về đó để phát cho những người dân ở thành phố Cao Lãnh, cô bác quý anh chị. Và hôm nay thì được sự hỗ trợ của sư cô chùa Long Tế nè, được sự hỗ trợ của chị Yến Sài Gòn là 500 kg gạo, sư cô chùa Long Tế là 600, và Bùi Hồ sẽ ủng hộ rau củ. Rau củ này thì Bùi Hồ sẽ được trích tiền quỹ của một chị giấu tên ở Canada để mà hỗ trợ cho chuyến đi ngày hôm nay. Hôm nay thì có đầy đủ tất cả rau củ, củ hoa, bí đao, bí đao, bầu, đồ đũa, đồ hết luôn, rất là nhiều, khoảng 1 tấn cô bác anh chị để cho chùa có thể phát cho những người dân ở đó. Một lần nữa thì xin Bùi Hồ chân thành cảm ơn quý mạnh thường quân. Và hôm nay thì trong quá trình rau củ thì Bùi Hồ có nhờ sự hỗ trợ có xe của anh chủ, xe này cực kỳ chắc chắn luôn. Xe kia bị công giặt rồi, hư luôn rồi. Mấy anh em chạy đi ra tới cái cầu Tân Long. Bên đây là Tân Long của huyện Thanh Bình, bên kia là huyện Chợ Mới của tỉnh An Giang, bên đây là Đồng Tháp. Cô bác quý anh chị cách nhau một con sông. Hôm nay mình đến anh này để này ảnh tập kết rau củ cho mình luôn, và mình di chuyển một lần một thôi. Hôm nay có xe của anh Vũ thì mình không có đi được, mình không có xin giấy phép đi được, và mình đi với Đạt thôi. Hôm nay còn hai thành viên đi, còn lúc mà vận chuyển hàng hóa lên xe tải á thì Bùi Hồ sẽ nhờ các chú các anh cùng nhau hỗ trợ tiếp. Con đường này láng hơn ha, nãy giờ ngồi đây giống như là ngồi ở trên lục sắt đó. Mình đi qua bên Chợ Mới nhưng mà không phải là Chợ Mới mà là thuộc Tân Long luôn, chỉ đến cái chốt mình nhận rau củ đó ha. Đạt lần đầu tiên đi qua đây phải không? Mấy tháng rồi? 3 tháng chưa qua cầu này. Cái cầu này lúc trước là gia đình của chị Duyên sống ở đây nè cô bác anh chị, ở dưới dạ cầu này luôn đó. Đây là này giống như là một cái nơi giao thương mua bán đó Đạt ha. Nơi này nơi bất đắc dĩ tự phát, tại vì bên đây là chỗ rất là nhiều rau củ bên này hay Đạt nè, thấy không cô bác anh chị, hôm nay mình qua tận ổ luôn đó Đạt nha. Đạt thấy chữ đó chưa, không khu tập trung nông sản phía Đồng Tháp đó, không đây là người ta sẽ tập kết vào đây. Ủa anh xuống đây đây đây. Ủa anh xuống Chợ Mới được hả? Đúng, đây cái này gì đó, Chợ Mới mà mình đi kia. Có đậu đũa nữa kìa. Ủa, đậu bắp. Em xe. Hết luôn á. Hết này luôn hả? Ừ. Khổ qua, đậu bắp. Cả thìa. Dưa leo. Đậu đũa. Sao nói bữa nay không có? Gì? Có hả? 50 kg đậu đũa. Bên đó là dưa hấu non. Dưa hấu non 100. Cà bắp đây là dưa hấu non. Cây củ tôi vừa bán vừa cho nó lấy. Cây củ. Đậu bắp. Bí đao. Bí đao vô 4 thuốc 4 dụng. Rồi có tính qua đơn chưa hay chưa nữa? Trời quá nói là tính chưa có ghi mà về. Hôm nay qua đây được gặp chú Hai Xanh nè. Chú Hai không đi lấy rau củ nữa. Nhận tiện di chuyển tiếp. Hỏi gà ngày nào đi chú Hai? Ngày nào cũng đi. Dạ. Tại vì bữa nay gầm mình đi, bữa nay là 13 nữa. Bữa nay 13 là mình đem về tới gầm luôn á. Đi cho chùa luôn. Chùa luôn. Con bữa nay tổng kết cho chùa để phát cho lễ Vu Lan vậy á. Rồi. 200 phần. Trước lớp đi hả đẩy ngày lên. Này tối. Hôm qua chết trước đi cho nó nặng nặng cái đầu một chút. Chắc qua lớp đi chứ hả, để ba cãi lên. Hôm qua người ta cho ngầu. Cho hả? Cho hết luôn hả? Ừ. Ô. Oh. Mà chia cho ông Hai hai bọc đi. Cho ông Hai đưa ông Hai hai bọc đi. Hôm qua ngon hen. Không. Chắc hai bọc quá là dạ, cho ông Hai. Dạ dạ. Bây giờ mình chắc nha. Cho mấy bọc anh đi. 2 4 em lấy khả năng em lấy 6 8 9. Ý nói người ta cho mình 10 bọc. 10 bọc. Người ta cho 10 bọc hả? Ừ. Đúng rồi. Ồ, quý quá ta. Đây. Người chủ nhân mà bán không cần lấy tiền. Không lấy tiền chú kia tính tiền chạy đi còng còng rồi. Tôi nói là phải tính con để công khai với Mạnh Thường Quân. Cứ chạy hoài vậy đó.
Thấy rồi tính sao. Mà vậy mà làm chủ mới ghê chứ. Mấy chục người lính mà. Anh đó. Cà bắp. Dạ. Để dưới đó luôn đi em. Không có tiền. Mua càng ngày càng rẻ thấy ngon. Bữa nay dưa nay nhiêu? 5 rưỡi hả? Đâu có, 5 ngàn. 5 ngàn hả? Giảm được 500 đồng nữa. Cái thìa này 3 ngàn. Cái này 5 ngàn luôn. Cái này cho. Đậu đũa. Đậu đũa 6 ngàn. 6 ngàn. Cô cải trắng mình đó cũng cho nhiều lắm á. Rồi bây giờ đi nha. Rồi dọ. Dạ, dạ. Chú Hai con về, chúc chú Hai sức khỏe luôn ha. Cảm ơn nha. Chú Hai này cái mình lúc nào cũng ướt cơ. Dạ chú ơi. Dạ. Rồi, xe này cứng quá ha. Mượn xe này xe chở sắt. Đạt chào cái. Còn sắt người quên chào ta. Chào. Chào quý anh chị. Mệt không? Mệt. Mệt mà đỡ hơn hả? Thấm mệt. Thấm mệt. Đây nè, xe của anh đem chở. Trả lên nhà em luôn nha. Đố Đạt, xe tới nhà gớt không? Gớt rồi đó. Cô bác của anh chị bây giờ xe của anh Vũ hồi giờ nó đầy gì luôn nè. Đó. Nói chung là xe thì nó rất là an toàn rồi đó. Nhưng mà quan trọng là hàng ở trên này sợ nó gớt xuống nó bị dập thôi. Mong là nó nằm trên đó nó đừng có nhào tới nhào lui, anh em mình vất vả lắm. Hay là ha. Hiện nay rất là gán nước luôn mà bây giờ thời điểm con cỏ này không có một không có ai bán nước chưa á. Bỏ thằng bịch rồi lái cái cảm giác sao? Ngon không? Quá đã khác. Nãy xuống cắt đồ lên mà. Mai mốt là đi đường này mình mua trà đá luôn ha. Mọi người được bịch trà ba đá nhưng mà bây giờ quý lắm. Hay là lý do là ngoài đường đâu ai bán nước gì đâu. Xa lắm mới gặp được quán, giờ đi tiếp thôi nè. Vừa cho người uống nước mà vừa cho xe uống nước luôn hả? Lên khói luôn à. Chỗ kia, ừ. Bộ phận là mát. Ấy chưa tao miếng nước. Thôi. Hả? Rồi. Rồi cho nó uống miếng, lấy bọc mà cho nó uống miếng, nhanh đi. Cho xe, cho máy uống trà đường hả? Trà đá. Sao cảm giác sao? Ôi trời. À, quá nóng. Cảm giác sao đây? Quá đã. Ai đừng coi chừng ngồi lên bịch trà đường nha. Quá nóng mà. Tự nhiên tắt máy luôn. Cho xéo. Dạ nóng. Thôi trời. Anh Vũ chắc anh thấy mình quay đưa liếu lên kiểu này chứ anh nghĩ cho mượn nữa à. Hả? Bình thường gì đâu không cho. Hết nước, lấy nước tao nè. Ê, bỏ cục đá đó vô, bỏ cục đá vô nè. Lấy nước đá bỏ vô. Để cục đá luôn. Cái này ngày mai có ai bán thịt bò, mình mua khô bò mình để vô. Quấn nướng với bạc. Hả? Quấn với bạc để nè. Mua con tôm á, mua con tôm á. Chín không? Chín, đậu nó chín béo luôn. Để lên cục đen cục đi. Nóng máy mà chạy không được luôn á. Chết máy giữa đường mà. Đây là cái cách mà làm mát mà có 102 hay đặt ha. Ha. Chưa lái. Cho nhiễu xuống hả? Thôi chạy tiếp. Chưa xeo luôn. Rồi luôn á. Ha. Tới rất là dễ thương nữa luôn. Em tên gì? Hoàng. Hoàng hả? Dạ. Nguyễn Hoàng hả? Dạ. Em gọi Cố Huy hả vậy? Dạ. Em gọi Cố hả? Dạ. Trời ơi, hai anh em giỏi vậy ha. Gạo đi trước đi. Rồi gạo vô trước đi, có một chỗ một à. Chỗ cùng đó, hôm nay thì được Huy hỗ trợ chiếc xe này luôn. Dạ. Hết luôn. Cảm ơn em luôn nghe Huy. Đại xế này là dễ thương. À, chùa Long Tới hết luôn nha. Rồi tiếp anh Long Tới là mình có nói chùa Long Ký không ai biết cần. Chùa đó này cô sư cô hỗ trợ 600 kg nữa nè, là gan tấn mốt gạo á. Dạ. Tức là chi yến 500 kg lần tấn mốt.
Để đó đi. Lên tiền gạo tiếp không có đang hoang chị vô lên đó. Dạ. Có lòng đỉnh hả? Dạ. Quyện. Hả? Tiền gạo tiếp lên đây ngừ rồi. Lên tiền gạo tiếp cho chút. Dạ hả? Nè. Bắt ba gác luôn. Nhưng mà mấy ba gác nó đi chở cao cũ cái gì? Xe cao cũ không có, đang bắt cái về luôn. Bắt xe cao cũ luôn. Ba gác mà kiểm tra xe hết trơn. Chết đạt rồi, bắt xe ba gác luôn nè. Ờ, à, bên đường lớn hả? Nè, nó đang chạy lên tới một kè, nãy lúc em chạy lên rồi. Bắt hết rồi. Đây là anh tấn mốt gạo nè cô bác anh chị. Chị Yến với lại sư cô hỗ trợ mình thì hai mặt mạnh thường quân. Chị giấu tên ở Canada. Hai mặt chị giấu tên ở Canada, ủng hộ gạo cũ cho chùa Long Tới để phát cho những hộ dân gần đó vào ngày lễ Vu Lan. Hả? Đúng không? Đã dưới đi để đó chứ mà. Ừ, đưa lên đi, ta chắc cho. Chả thoải mái. Vô leo. Đạt lần nay lên chuyên nghiệp luôn rồi. Xong cái hết chiến dịch này chắc đạt đi. Khỏi đồng hồ hả Đạt? Đạt. Đây nữa. Mình ở đây là mình truyền cho Đạt. Nhất xấu không Đạt? Không. Quen rồi. Không quen là nhất xấu ha. Còn hành với hẹ nữa kìa. Ít. Chút xíu tới à. Sức hồi luôn. Này là dao hành, cái này anh đếm anh cho luôn á. Hành với hẹ cho chua chua luôn. Rồi cảm ơn em nhiều heo hy. Cảm ơn quý mạnh thường quân. Bây giờ xe thì cũng đã đi Cao Lãnh đến chùa Long Tới của thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp cô bác quý chị. Tổng chi phí ủng hộ rau củ chùa Long Tới thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp: 1. 40kg bí đao tốt 10.000 đồng 1 kg 400.000 đồng. 2. 40kg bí đao dụng 6.000 đồng 1 kg 240.000 đồng. 3. 350kg dưa leo 5.000 đồng 1 kg 2.250.000 đồng. 4. 100kg dưa hấu nụ 7.000 đồng 1 kg là 700.000 đồng. 5. 50kg đậu đũa 6.000 đồng 1 kg là 300.000 đồng. 6. 110kg cải thìa 3.000 đồng 1 kg là 330.000 đồng. 7. 60kg đậu bắp 5.000 đồng 1 kg là 300.000 đồng. 8. 200kg củ cải trắng vừa bán vừa cho là tổng cộng 300.000 đồng. 9. 10kg hành 15.000 đồng 1 kg là 150.000 đồng. Tổng cộng 4.720.000 đồng. Tặng 100kg khổ qua, 40kg hẹ, 10kg gần và 10kg hành vụn. Đây là bà con nông dân tặng và tổng chi phí để ủng hộ rau củ đến chùa Long Tế. Danh sách mạnh thường quân hỗ trợ chùa Long Tế: 1. Là chị giấu tên ở Canada 4.700.000 đồng. 2. Là chị Yến ở Thủ Đức Sài Gòn 5.500.000 đồng để mua 500kg gạo. 3. Là sư cô chùa Long Tế ở Cao Lãnh 6.100.000 đồng là 600kg gạo, tổng cộng là 16.300.000 đồng. Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn quý mạnh thường quân nhà nông hỗ trợ rau củ để phát cho bà con, và chùa Long Tế sẽ chia những phần quà để phát cho bà con. Và sau đây là clip được do sư cô chùa Long Tế chia phần nhận quà và chia phần để phát cho những người còn gặp khó khăn trong mùa Covid này. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chùa Long Tế chân thành cảm tạ công đức của gia đình Phật tử chú Bùi Hồ đã vận động mạnh thường quân cho chùa 1 tấn rau củ quả, và cô Ngọc Yến cho 500kg gạo để sáng ngày mai chùa Long Tế chia sẻ tới bà con đang bị khó khăn trong hoàn cảnh cách ly xã hội. Một lần nữa cô chân thành cảm niệm và tri ân công đức của chú Bùi Hồ đã vận động quý Phật tử giúp cô để gửi những phần thức ăn tới bà con để cho những bà con nghèo có được những cái phần rau củ quả và gạo để cho bà con được vượt qua cái bệnh dịch này. Và cô cũng cầu chúc cho toàn thể gia đình
quý Phật tử hỗ trợ được nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, và quý vị vượt qua được cái kiếp nạn bệnh dịch này hết. Kính chúc quý Phật tử vô lượng an lạc, vô lượng kiếp tường. Thành tâm chân thành tri ân chú Bùi Hồ đã vận động mạnh thường quân, và cũng như cô Ngọc Yến, Nam Mô A Di Đà Phật.